Thì xuống con đường dẫn tới cho hươu cao cổ ăn trong cái khu safari này. Đó là cái chỗ trong đó là cho hươu cao cổ ăn. Trong này rất là mát, quý vị. Rất là mát. Đây đi ra đây coi. Đây thì cho hươu cao cổ. Đây, mọi người thấy không? Rất là đông. Mua những gói đồ cho hươu cao cổ. Nó thích ăn cà rốt. Mọi người vô đây mua thức ăn cho ăn nha. Đằng kia nó có 3 con nữa. Xung quanh rất là đông người Hàn Quốc.
Cho người Hàn Quốc vô đây để cho mấy con này ăn. Đây là mua những cái ly Quá trời đông khách, khách đã cho vô đây ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba con mày nó ăn nguyên mày nó no luôn mà đâu còn ăn cỏ. Đi bây giờ đi ra đây đi rửa tay. Giải mã thế giới. Vô trong đây là chim cò nhiều lắm rồi. Đấy. Coi vô trong này xem chim gì. Đấy, chim được mấy loại. Ui, chim con vẹt. Vẹt. Kìa được mấy con. Đang ăn bắp ăn ngô rồi đó. Đây nhiều này. Dẹp. Mình có hai con đang đánh lộn này. Hai con đang đánh lộn này. Đây vô trong này nữa này. Vườn này. Trong đó không biết có loại chim gì không, không biết. Rồi, vô trong này coi xem các loại chim gì đây. Đó. Giờ đi về hướng bên này coi. Đi một vòng. Đi một vòng coi trong đây có những loại chim gì này. Chim nhồng này, chim lửa chòe này, chích chòe này, mét đá này, khứu đầu trắng này. Nhiều loại chim quá. Sáu sậu chào mèo. Giờ đi vào trong đây. Đây trên này là cái con gì, con gì quên mất rồi, con hạc à,
hạt cao cổ. Nó một con, zoom cho quý vị xem. Nó đang ăn thôi à. Nó đang ăn bắp hay ăn chuối gì nữa. Đây một con nữa này. Đây, con này đang đứng duỗi lông. Một con một. Ui, con này bây giờ nó đi qua bên đây luôn rồi. Đó, hai con. Hai con nó đi này. Đi về hướng bên đây. Này nó có nhiều con hạc lắm. À, cái kia nó đang ăn này. Mà zoom lại này. Một con này. Đây con nữa này. Nó đang ăn này. Nó lạc vào vườn thú này. Ở trong đấy có cái thác cho người ta chụp hình. Đây là giống như cái cave. Thì giống như cái chỗ cho chú ẩn trong đây ngồi hơi mát. Đứng lên đây cơ. Đó. Đây có cái thác cho người ta vô và tự chụp hình. Thác chạy chụp hình. Ok. Giờ lên chỗ này ra xem coi vẹt chim vẹt. Vẹt này mọi người đang ngồi coi. Đi khách đang coi biểu diễn. Bốn con vẹt. Đây hai con này vượt chụp. Hai cầu, hai hạt, cái gì? Cái gì?
Dưới này Vão đang ngắm chim ngắm cỏ. Đi qua cây cầu nha quý vị. Qua cây cầu dưới này á. Qua bên này là uống nước. Nước mây này kia. Đi vòng xuống dưới đây, đi vòng xuống dưới này để ngắm chim. Nối ra này. Ủa này nối ra ngoài mà. vừa mới vô chỗ đây xong giờ đi ra là chỗ này. Đó, Africa. Này có con ngựa vằn khắt đang mà tập trung. Nối ra. Này nối ra. Bên này nó có con gì dưới này không? À con hổ. Coi xem trong này nó có con hổ. Mấy con, hai con. Hai con. Zoom lại cho quý vị xem hai con hổ. Đó. To chưa? To nhỉ? Còn đây con nữa. Nắng nóng quá nó không ra ngoài. Đang đi này. Bà con chỗ này. Trời nắng quá nó tụ này. Tìm chỗ nào. Mát bao mát. Giờ đang đi ra đây. Ui, chỗ này mát quá. Hà mã kìa, nối đi coi hà mã kìa. Ô, coi cá sấu kìa, vô coi cá sấu rồi. Này vườn chim này, động vật này. Báo hoa mai này, rùa khổng lồ này. Khu vườn thú cho trẻ em, nhà vệ sinh, thế giới linh dương, trình diễn động vật. Đấy. Khu bò sát, voi châu Á, heo voi mã Nam Mã. Này, coi xem vô trong này có gì không.
khu bò sát, khu vườn cho trẻ em. Mình đi vô trong này xem thế nào. Bò tê giác nó nằm chỗ nào đâu. Đây có mấy con ngỗng. Mấy con ngỗng rồi. Để tham quan cùng với gia đình đoàn nhóm đã xếp hàng cùng nhau. 3. Không chen lấn xô đẩy trong quá trình tham quan. 4. Tự bảo quản hành lý, tư trang vật dụng cá nhân. 5. Để biết thêm thông tin về dịch vụ, chương trình tham quan, quý khách có thể quét mã code và tải ứng dụng VinWonder. Mỗi chuyến xe cách nhau từ 10 đến 15 phút, tối đa 22 hành khách trên xe. Nếu có cần hỗ trợ dịch vụ, xin gọi liên hệ điều phối tại đây. Ngoài qua trời khách, happy snack. Khu biểu diễn động vật đâu ta? Trình diễn động vật. Ê thử coi đi vô xem biểu diễn động vật đó, ở trong khu này nó có cái gì. Mát quá. Không biết cái khu biểu diễn động vật nó nằm ở đâu. Mà kệ, cứ đi vô đây coi xem sao. Đó. Giờ trong đây coi. Đi xuống cái cầu này. Ôi, đẹp không? Dưới này có dọc mùng hay khoai môn. Đấy, vô trong này có biểu diễn động vật. Đó, nghe nhạc xa xa thôi. Lên. Hoa giấy đẹp không? Đây, trong này khu biểu diễn này. Chương trình biểu diễn show, thời gian 10 giờ 14 giờ thứ hai 14 giờ có nữa.